Tử vi thứ 3, ngày 9 tháng 5 năm 2017 của 12 con giáp. Ngày mới của người tuổi Dần có nhiều thuận lợi, bạn cũng đang trên đà thăng tiến, gặp vấp váp gì cũng không đến nỗi quá khôn đốn, nên tận dụng vị trí của mình đang có để tính toán nhiều hơn nữa cho bản thân, cân bằng giữ trách nhiệm và quyền lợi. Còn các con giáp khác sẽ ra sao? Hãy cùng theo dõi lịch ngày tốt nhé! Tử vi tuổi Tý. Tử vi ngày 9 tháng 5 năm 2017, người tuổi Tý nhờ tam hợp cục nâng đỡ mà vận trình trở nên tốt đẹp, sự nghiệp vất nhanh như diều gặp gió, cả ngày thong thả vui mừng, lại thêm đường kim tiền vượng, cầu lộc đắc lộc, cầu tài đắc tài, tiền vào dồi dào như nước chảy. Công việc được cấp trên cất nhắc và khách hàng trợ giúp nên khá thuận lợi, đạt thành tích cao, có thể nắm được những vị trí quan trọng hơn. Sự nghiệp của bạn đang có những bước tiến khá nhanh chóng, cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa để đạt được những thành quả xứng đáng. Sức khỏe của người tuổi Tý đang có nhiều tiến triển nhờ ngũ hành ngày tương sinh. Bạn cảm thấy thoải mái dù làm việc nhiều, nếu kết hợp với các phương pháp vận động tại chỗ giữa giờ thì sẽ làm càng tốt hơn. Nên tham khảo một số bài tập đơn giản trên mạng và thực hành. Con số may mắn 1, 2, giờ tốt 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường đen, vàng, quý nhân phù trợ người tuổi Thìn, Tỵ. Tử vi tuổi Sửu. Tử vi thứ 3 của 12 con giáp, người tuổi Sửu gặp thương quan, có ý chí và sự mạo hiểm cần thiết để dấn thân trên con đường công việc. Những dự án, lĩnh vực có nhiều rủi ro là lựa chọn mà bạn đang theo đuổi. Đúng với phương châm, thử thách càng lớn thì thành công càng vang dội. Nhưng thương quan chủ về thị phi, bạn gặp phải những rắc rối vì người khác nói xấu, bàn tán, dựng chuyện, ảnh hưởng tới uy tín của cá nhân. Để tránh sự việc đi quá xa, hãy đe nẹp những người đó bằng những biện pháp cần thiết, báo cho họ biết bạn hoàn toàn có đủ khả năng loại bỏ họ. Thất sát vốn không hay xuất hiện nhưng lại ghé thăm người tuổi Sửu. Cẩn thận với những việc liên quan tới tố tụng, pháp luật hoặc những rắc rối với chính quyền địa phương. Hung tinh này rất dễ làm bạn mất bình tĩnh, tính tình hung bạo, gây ra hậu quả nghiêm trọng. Con số may mắn 0, 3, giờ tốt 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường nâu, hồng, quý nhân phù trợ người tuổi Hợi, Ngọ. Tử vi tuổi Dần. Sự nghiệp gặp chính quan nên có nhiều thuận lợi hơn hẳn. Dù sao bạn cũng đang trên đà thăng tiến, gặp vấp váp gì thì cũng không đến nỗi quá khốn đốn, nên tận dụng vị trí của mình đang có để tính toán nhiều hơn nữa cho bản thân, cân bằng giữa trách nhiệm và quyền lợi. Vấp váp vừa nhắc đến ở trên, đến từ cấp trên, người này không tốt với bạn nhưng giả vờ thân thiện để lấy lòng tin. Tuổi Dần hãy thận trọng và hành động thật chu toàn để tránh bị lợi dụng. Bạn càng không nên cùng người đó làm việc xấu, sẽ phải gánh hết trách nhiệm. Chú ý tới sức khỏe của mình ở trong ngày, ngũ hành khắc chế. Bản mệnh làm việc quá khuya hoặc là thức thâu đêm suốt sáng sẽ rất dễ suy nhược, ảnh hưởng tới gan, thận, dạ dày, tim, dễ mắc nhiều bệnh nguy hiểm. Cần khắc phục ngay thói quen xấu này. Con số may mắn 2, 9, giờ tốt 21 giờ đến 23 giờ. Màu sắc cát tường, xanh lá, nâu, quý nhân phù trợ, người tuổi Hợi, Mão. Tử vi tuổi Mão. Thiên ấn có lợi cho những người mang theo nghề hành pháp như quan tòa, luật sư, cảnh sát, trị an. Bạn là công việc chính, làm việc có nguyên tắc và có nhiều cơ hội để thăng tiến. Cần cố gắng nhiều hơn nữa, làm việc chăm chỉ hơn để được đề bạt nhanh. Tuổi Mão cần bình tĩnh khi phát sinh tình huống ngoài ý muốn, tranh chấp bất đồng, bạn càng làm càng căng thì sự việc càng tệ. Trước tiên hãy kiềm chế chính mình, sau đó chuyện gì bỏ qua được thì nên bỏ qua. Nếu không thì nói rõ ý kiến và thể hiện quan điểm của mình một cách cứng rắn để tránh bị lấn lướt. Hoang vu rình rập để gây tai nạn về xe cộ nên bản mệnh đi đâu cũng phải khóa xe kỹ càng, đi lại cẩn thận, đi đúng luật và nhường nhịn người khác kẻo tai bay vạ gió. Tốt nhất nên đi tránh ra ngoài đường ngoài vào giờ cao điểm, tránh đi đường xa. Con số may mắn 4, 5, giờ tốt 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường nâu, xanh lá, quý nhân phù trợ người tuổi Mùi, Dậu. Tử vi tuổi Thìn. Tử vi hàng ngày của người tuổi Thìn ghi nhận tam hợp hanh thông công danh, bạn có tiếng vang xa, được nhiều người biết đến. Điều này càng củng cố thêm uy tín của bạn cũng như vị trí của bạn trong công việc, là bước đệm quan trọng để tiến lên chức vụ cao hơn. Tam hợp tương trợ còn mang tới cho bản mệnh nguồn tài chính rủng rỉnh, nhất là những người đang có hai nghề, hai công việc, tuy bận rộn nhưng thu nhập rất là khá. Đa dạng nguồn thu có thêm một khoản tích lũy đáng kể. Bạn còn thoải mái tiêu pha, mua sắm thêm đồ đạc mới cũng rất nhiều nữa.
cô thần đe dọa vận trình tình cảm, nên hạn chế đưa ra các vấn đề gây tranh cãi hoặc đặt nhau vào tình huống khó xử. Đặc biệt, lưu ý không đập phá đồ đạc, động chân, động tay với đối phương. Một khi đã xảy ra tranh chấp thì mọi chuyện rất khó khống chế. Con số may mắn 5, 7, giờ tốt 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, vàng, đen, quý nhân phù trợ, người tuổi thân, tị. Tử vi tuổi tị. Nếu tử vi ngày 8 tháng 5 năm 2017 của người tuổi tị bình thường thì hôm nay nhờ nhị hợp bạn có thêm nhiều điều sôi nổi. Bản mệnh thông minh, nhanh nhẹn, nằm đâu chuẩn đấy, có thêm nhiều ý tưởng sáng tạo trong công việc nên rất được cấp trên coi trọng, đồng nghiệp nể phục. Tuổi tị là người có năng lực và thái độ làm việc tốt, bạn không câu nệ hay né tránh việc khó. Càng là những nhiệm vụ phức tạp, bạn càng hào hứng, bởi bản thân bạn hiểu rõ nếu chỉ làm công việc bình thường thì sẽ không thể vươn tới vị trí cao hơn, mức lương tốt hơn được. Nhưng hãy chú ý về sức khỏe, vì ngũ hành bất an, bạn di chuyển nhiều nên không tránh khỏi mỏi mệt, sinh hoạt thất thường, nên tăng cường thực phẩm bổ dưỡng và nghỉ ngơi nhiều hơn để cơ thể khôi phục năng lượng, tránh bị kiệt sức. Con số may mắn 2, 6, giờ tốt 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, tím, trắng, quý nhân phù trợ, người tuổi Dậu, Ngọ. Tử vi tuổi Ngọ. Xem tử vi cho thấy, hôm nay là ngày mà người tuổi Ngọ có quý nhân Thiên Đức hỗ trợ nên những việc trong gia đình tương đối hòa hợp. Bạn giải quyết những rắc rối một cách nhanh chóng, quan hệ cũng thu xếp ổn thỏa, không khí dễ chịu, thoải mái và gắn bó nhiều hơn. Người tuổi Ngọ nhờ vậy nên đầu óc thông thoáng, tư tưởng cởi mở, làm việc tập trung hơn hẳn. Bạn có nhiều lối đi mới mẻ, nếu có ở trong công việc làm ăn kinh doanh riêng thì sẽ gặp nhiều thuận lợi. Người làm công ăn lương nên biết nhìn thời cơ mà hành động. Tình cảm riêng tư cũng đang có những bước tiến khá vững vàng. Tuổi Ngọ đã biết đặt mình vào vị trí của người đó để suy nghĩ. Tuy nhiên, hỏa tính vẫn còn mạnh, đôi khi không kiềm chế được tính nóng nên vẫn có chỗ còn hục hặc, chưa thực sự êm đẹp. Con số may mắn 4, 7, giờ tốt 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường, hồng, xanh dương, quý nhân phù trợ, người tuổi Thân, Sửu. Tử vi tuổi Mùi. Tử vi thứ 3 báo người tuổi Mùi có tỷ kiên tài hoa, tầm nhìn xa, luôn nhìn về phía trước nhanh hơn những người khác nên làm trong lĩnh vực công nghệ sẽ thu hoạch được nhiều thành quả tốt. Nhưng bạn lại đang bị ngáng đường bởi tính ích kỷ, nóng vội và kiêu ngạo của tỷ kiên, công việc phát sinh một số yếu tố bất lợi. May mắn là tuổi Mùi có quý nhân chính quan nên dù bị ngáng đường cũng không quá ảnh hưởng nhiều về công việc. Bạn chỉ cần chú tâm hơn, làm việc nhiều hơn một chút là mọi chuyện đều sẽ ổn thỏa. Đồng nghiệp cũng thông cảm nên không có gì quá đáng ngại. Bản thân là người đang có tính hoan lộ tốt nhưng tuổi Mùi lại không tham lam tài lộc, vận trình dừng ở mức khá. Có thể thấy bạn là người chừng mực, biết điểm dừng, không quá tham lam nên bền lâu và con đường lùi cho bản thân. Thiên tài báo bạn có khoản tiền thưởng khá, rất đáng được mong chờ. Con số may mắn 1, 2, giờ tốt 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, xanh dương, hồng, quý nhân phù trợ, người tuổi Mão, Sửu. Tử vi tuổi Thân. Tử vi ngày 9 tháng 5 năm 2017 của người tuổi Thân vì thân kim tự hình nên không thích giao lưu với người khác. Bạn thích khép sống khép bản thân mình, có thể ở một mình cả ngày cũng không sao. Điều này sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới công việc, đặc biệt là những người phải làm việc tập thể hoặc trong ngành dịch vụ, bán hàng. Tài lộc thịnh, người tuổi Thân nhận được món chính tài nhờ đã chăm chỉ làm việc trong thời gian qua. Đặc biệt, đột nhiên được thừa kế, biếu tặng hay may mắn trúng được một khoản tiền nên bạn cảm thấy rất vui vẻ, có thể nói là vui mừng kinh ngạc. Sức khỏe thịnh vượng, lại thêm nhân duyên tốt đẹp, người tuổi Thân có thể thoải mái một chút, tiêu tiền nhiều hơn, hẹn hò ở những nơi sang chảnh hoặc đưa nhau đi du lịch để có thêm kỷ niệm gắn bó. Đó sẽ là những cách tán lộc khá thú vị đấy. Ngoài ra cũng nên dành một khoản tiền để biếu người lớn ở trong nhà, tỏ lòng hiếu thuận nữa bạn nhé. Con số may mắn 3, 4, giờ tốt 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, trắng, ánh kim, quý nhân phù trợ, người tuổi Thìn, Mão. Tử vi tuổi Dậu. Theo tử vi thứ 3 của 12 con giáp, người tuổi Dậu có chính quan là cát thần, chủ về quyền uy và có quý hiển. Đường quan lộc và sự nghiệp vô cùng phát đạt, vì thế mà công danh của con giáp này tốt, người làm việc ở cơ quan, công quyền có nhiều cơ hội để phát triển bản thân. Nhưng chính quan lại cũng chủ về cô độc, một mình đứng trên ngôi cao, không được người che chắn, trợ giúp nên gặp nhiều nguy hiểm. Bạn nên làm việc cẩn trọng và đối xử tốt với cấp dưới để lấy lòng dân, tạo vị thế vững vàng cho mình, đề phòng trường hợp bất trắc.
tuổi Dậu vì ngũ hành kim vượng mà sức khỏe yếu kém, thường xuyên mệt mỏi, không có sức lực, phát sinh bệnh phổi, bệnh đường hô hấp. Điều này ảnh hưởng tới công việc, có lúc bạn sẽ mất tập trung. Để tránh suy nhược, hãy nghỉ ngơi một lúc cho tỉnh táo lại, có thể tìm tới các liệu pháp thư giãn như xoa bóp, massage cũng rất có lợi. Con số may mắn 0, 5, giờ tốt 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường nâu, tím, quý nhân phù trợ, người tuổi Tuất, Mão. Tử vi tuổi Tuất. Xem tử vi cho hay, người tuổi Tuất gặp tiểu hao, nhất định có mất mát về tiền bạc, đồ đạc. Sau này tuy không đại hung nhưng bạn lại rất tốn tiền, mất việc, có thể tự an ủi bản thân là đi của đi thay người mà thôi. Chú ý tài sản đi ra ngoài và không nên mang theo vật gì có giá trị tới những chỗ công cộng. Người độc thân cần ra đường nhiều hơn, tăng cường giao lưu gặp gỡ, nhất định có đối tượng ưng ý tới ngỏ lời. Người đang yêu, tiến thêm một bước trong mối quan hệ, cưới được là cưới liền tay. Người đã lập gia đình thì đổi gió cho không khí vợ chồng thêm nồng nhiệt. Bản mệnh đi đâu cũng nên đề phòng hoang vu gây tai nạn xe cộ, tổn thương đến thân thể. Ngày này tránh đi xa, xuất hành, tránh làm việc mạo hiểm, tránh đến những nơi có địa hình hiểm trở, phòng lấy bản thân mình. Có tình huống nguy hiểm lập tức gọi sự trợ giúp, không nên một mình đương đầu. Con số may mắn 4, 9, giờ tốt 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường trắng, đỏ, quý nhân phù trợ, người tuổi Tý, Dần. Tử vi tuổi Hợi. Tử vi hôm nay của người tuổi Hợi có về tài lộc chút thiên tài góp vui. Kiếm được một khoản nho nhỏ nhưng quan trọng nhất vẫn là chính tài. Hãy làm việc chăm chỉ để nguồn thu không bị lung lay. Bạn chỉ có đường làm ăn cơ bản, muốn kinh doanh, giàu có thì hôm nay không được thuận lợi lắm. Người tuổi Hợi sống tình cảm biến động, người đến người đi không tránh được nỗi buồn. Thủy mệnh đa cảm, hay buồn rầu nghĩ ngợi về người con cái hoặc cháu nhỏ trong gia đình. Có lòng từ mẫu, chỉ tiếc là không có nhiều cơ hội để thể hiện. Lại thêm tứ hành xung, bất hòa với người khác, có thêm nhiều nỗi buồn bực. Ra ngoài cần đề phòng đại hao gây mất tiền tốn của. Về nhà chú ý bạch hổ làm xước sát trên tay. Hai phương diện này đều không có điềm hung không nhỏ, không thể qua loa đại khái được. Hãy thận trọng mọi lúc, mọi nơi. Con số may mắn 2, 3, giờ tốt 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường trắng, đen, quý nhân phù trợ, người tuổi Mùi, Mão. Cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình tử vi của lịch ngày tốt. Chúc các bạn có một ngày mới vui vẻ và gặp nhiều may mắn. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.